Xin kính chào quý vị và các bạn. Nằm trong xu thế thời tiết chung của khu vực miền Bắc, ngày hôm nay là ngày nắng nóng cao điểm trên khu vực tỉnh. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 36 đến 37 độ, có độ ẩm dao động từ 55 đến 65%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên thời tiết các nơi trong tỉnh sẽ duy trì là đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên nhiệt độ ngày mai có xu hướng giảm dần và độ ẩm tăng dần. Thưa quý vị, dưới tiết trời nắng gắt, ít mây, chỉ số tia cực tím trên khu vực tỉnh ở mức gây hại rất cao. Cách chống tia UV tốt nhất là sử dụng kem chống nắng. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ đem lại hiệu quả thực sự nếu được sử dụng đúng cách. Trước tiên, chúng ta cần phải làm sạch da, sau đó là dưỡng ẩm để kem chống nắng thẩm thấu tốt hơn và nên bôi kem trước khi đi ra ngoài khoảng từ 15 cho đến 20 phút và bôi lại sau khoảng từ 2 cho đến 3 tiếng. Còn bây giờ là phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 36 độ. Và vùng đồng bằng, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ dao động từ 29 đến 37 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.